Son, xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ chồng Son. À, con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi, nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con không tin con 28 rồi. À, trời, tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ, về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Cường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm đó chú. Ông em biết tại sao họ ông quen bán nhau luôn rồi. Dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hai nói. Như vậy không đúng rồi. Không đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng rồi. Thôi vậy mới thử nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. À. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. À, trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Ừ. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ông coi nhà con ở đâu? Dạ, nhà con dưới Đồng Nai. À. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 23, 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook á là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi hả? Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. À là lúc tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy 1 năm. Trời vậy đó hả? 1 năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó, thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng có xác định là quen để cưới. Mới mà xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi, vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò, ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á, hồi còn trẻ mà trẻ trâu, hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp, thấy gái đẹp là vô tiên liền luôn. Dạ. Nhưng mà 1 năm sau gặp cô này ngoài đúng đời rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa, con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con giờ... Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng thì ra cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu. Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới gọi, mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là đẹp. Không ưng đúng không? Ưng nhưng mà về nhà với nhắn tin ạ. Rồi mới về. Sao ông không tới nói chuyện luôn? Lúc đó là chưa chuẩn bị. Mắc cỡ. Về mới lên kế hoạch chiến lược, rồi chiến sao thuật. Nè đó, về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được, nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi. Nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á. Con cứ hay nhặt mèo về nuôi á. Rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa, rồi chích thuốc, đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình, chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó. Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. Lụm không? Mèo lụm không? Mèo. Hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Dạ. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con nói chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con, nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì lòi ra là
Lúc đó là ông Tán không phải một mình con, ông Tán rất nhiều người khác, ông Tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mà, sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé nó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á. Kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông Tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai dễ về thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi, sao mà em chị hay quá vậy? Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện ha. Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? À rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ đồ. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Và yêu mấy năm thì làm đám cưới? 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm á, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi 10 mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi, tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xăm dạo á? Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu là nó đi xăm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu ở em cái từ xăm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ làm dạo nó kiếm tiền mà, kiếm tiền đàng hoàng mà. Tại vì lúc đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi tới đây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang luôn á. Hai vợ chồng đi xe máy. Dạ. Con đi xuống tới đó. Rồi cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có. Có đang ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á. Với lại có tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui rồi đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm mà ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi. Là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ, hồi đó con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá môi của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền. Vậy hả? Dạ, tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À, có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều xô, xăm chạy xô mà
mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có, lúc nào cũng mà, ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được, rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc, có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ, hồi xưa hồi lúc mới ra nghề hư không chứ. Bị xăm màu hoài đó. Rồi hư nên là sao? Chỉ cần cái người đó nói là môi gì bị xăm màu là tới làm lại, không lấy đó, tiền nên đâu. Nên là con mới biết ơn những người đó, tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau? Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt đó, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con thử được con biết hả? Bắt sửa... chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ, sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi ổng... luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Nuôi heo. Rồi đi chợ đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới. Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm, nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới, tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc. Vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chú. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới. Nói sao? Mà là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới không có lãng mạn không có. Dạ không, không có gì hết. Ông này không lãng mạn gì đâu. Anh không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy? Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh là chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích. Đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo. Là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm. 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm là tụi con. Tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ lấy nhau là... qua cái phần kia đi, phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói chứ. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Họ không? Dạ thì có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game luôn. Không? Dạ không luôn. Không thích game vậy luôn. Không thương có bị rửa cực luôn. Kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải đi rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiêu tật xấu dồn vô vợ hết rồi. Rồi có hà, bây giờ nè, có hà tiện không? Có hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là mua cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đến là nhờ ông ấy. Là từ cái lúc mà con mang bầu rồi con đi săn là ông khóc sướt mướt luôn. Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu cái là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa săn vô thuốc kích đẻ thôi là ông đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao nó khóc. Con được chứng kiến vợ con sinh á. Trời, con còn sợ lắm. Thương lắm luôn ạ. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó thì trong cái thời gian vợ mang bầu á là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngén á.
Dạ đúng rồi, chồng con nghén 9 tháng 10 ngày. Còn ói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó chị mổ. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con nghén dùm vợ con, hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đâu? Ôi, con đi khám mà. Người tật là bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc nghén thay vợ rồi. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình nhắn giùm là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh năng y gì đó. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Ói gì 4-5 lần à. Thì cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Con có khóc không? Có. Con chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo làm... con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng? Con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái múi giờ. Cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì ở nước tối là con phải chấm giờ. Bài nữa. Rồi sao nữa? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. À, sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà mua vợ. Mua sắm online đó phải không? Ừ. Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ khó nhiều. Như kiểu mấy bé nhân viên còn dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Bảo ghiền đúng rồi. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không. Nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con dạ có. Trắng luôn là mua lộn thôi. Nhưng mà đó là cũng là cái tật xấu đó. Nhưng mà không? con xài tiền chồng con chứ tiền con thì con để dành đó. Thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là tật xấu rồi đó. Rồi sao còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. Lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thương đó. Nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con, cũng mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng á, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để ý sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Rồi. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau là hoàn hảo đó. Và rất hợp nhau. Xin chào. Okay, cảm ơn. Cưng cao mét bao nhiêu, nói đi cho chú Bin hết hồn coi. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con tên là Sang, con cao 1m98 ạ. Cậu còn đứng lên cái coi. Tại sao con cao khiêm tốn quá vậy? Chắc do gen đó chú. Con nói chuyện với nó mà đứng gì. Nó chắc phải 2 mét á, chứ không phải 1m98 đâu. Tại con mang đôi giày nên là chắc là đúng tròn 2 mét là cô. 2 mét đó con là vận động viên bóng rổ hay sao? Dạ, lúc trước con là vận động viên bóng chuyền ạ. Bây giờ chị như em là không bao giờ chị đứng lên đó. Tại vì tự nhiên mình show up cái xấu của mình cả. cái thua thiệt của mình đã làm gì. Còn con sao? Con 1m9 mấy nói nghe coi. Con có 1m7 thôi ạ. Bây giờ thì con làm gì, con giới thiệu về mình luôn. Rồi. Đi trước đây con là vận động viên bóng chuyền nhưng mà sau thời gian tập luyện thì con chuyển sang công tác huấn luyện. Với cái chiều cao như vậy là con có khó khăn trong những cái sinh hoạt bình thường không? Mới đầu thì khi mà đi ra đường con cũng hơi bị ngại, bị tự ti á cô. Tại vì ai cũng nhìn mình với ánh mắt hơi bị ngạc nhiên một chút á. Từ từ con cũng quen, con cũng thấy vậy cũng hay. Tại vì mình nổi bật trước đám đông thì... Cái hay mà, chú thấy rất hay. Thực ra là con á, tự nhiên con nói con tự ti về cái chiều cao làm cô cũng hết hồn. Cái nhân dáng của con về cái chiều cao như vậy là đáng lý người ta phải mơ ước chứ. Mà mua đồ chắc cũng khó đúng không? Dạ, tất cả đồ của con làm phải may hết á chứ. May hết luôn. Chứ không có sai. Rồi, mời con. Con. Dạ con tên Nhi ạ, nay con 25 tuổi, hiện tại con ở nhà nội trợ, với lại con cũng đi làm thêm công việc diễn viên tự do cô, với lại màu ảnh. Dạ. Trước đây có làm cái công việc gì về thể thao được không? Dạ lúc trước con cũng là vận động viên nên là mới quen được chồng con. Ngày xưa chắc là con mê trai quá, con mê trai quá nên mới gặp ổng.
Dạ, tại vì hai vợ chồng đi đấu chung á mà mình thấy ảnh cao to nè, đẹp trai đó, cũng trắng trẻo nữa, nhìn như trai hàng quỷ vậy, ghi quá nhưng mà không có dám thổ lộ. Sau đó thì con mới nói với mấy anh chị trong đầu, nói là không biết anh này sao mà mình cũng tập, anh cũng tập mà trước giờ không có để ý, mà hôm nay mới thấy, kiểu thấy sao dễ thương quá, không biết là có người yêu chưa. Sau mấy chị nói chưa đâu em, chưa đâu. Đó, em cũng xinh gái mà, thôi để anh chị làm mai thử. Em cũng khoái, không biết là lúc đó ổng có khoái chưa. Hẹn nhau thì tầm lúc đó 12 giờ đêm mình ở cầu thang gặp nhau nói chuyện, rồi quen biết nhau từ đó. Đi chung là ấn tượng tốt. Dạ. Thấy còn Sang thì sao? Lúc mà con mới gặp cổ thì con cũng không có để ý lắm. Thì lúc đó con mới bị bồ đá, cho nên là con, cái cảm xúc của con lúc đó nó cũng hơi lẫn lộn. Dạ đúng rồi. Cho nên là con nghĩ là lúc đó con cũng cần một người để thổ lộ những cái tâm sự của con thôi, chứ con cũng chưa có chưa nghĩ tới là sẽ tiến xa hơn, đúng không? Thấy cổ cũng cao rồi, nói chuyện cũng hòa đồng, cũng hiểu như tâm sự của con á. Rồi đó là lần đi thi đấu ở chung với nhau. Dạ đúng mà rồi. Sau đó thì sao? Về rồi ai chủ động đi? Chắc chắn là chị đoán là biết em cần gì hỏi. Con tấn công đúng không? Dạ. Còn chủ động tấn công sao đâu, hãy nghe. Lúc mà đi về thành phố rồi, nhắn tin không trả lời, làm lơ con luôn, giống như là hai đứa chưa từng gặp nhau rồi, chưa từng biết gì đó. Lâu lâu con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, anh làm gì đó, rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không. Nếu mà buồn quá đi có phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui. Dạ, đeo đuổi lâu dữ lắm, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi á, mà cũng vẫn không quyết định yêu. Xong rồi con mới nói thôi bây giờ nếu mà em có đơn phương vậy hoài không có được, tại vì mình cũng con gái, mình chờ đợi người ta lâu quá. Mà anh này kiểu dạng như không biết trong lòng nghĩ sao, nhưng mà vẫn muốn quản con, nhưng mà lại không chấp nhận cho con quen ai hết á, kêu làm người yêu thì không chịu. Xong con mới nói bây giờ nếu mà không yêu được thì thôi cũng không làm bạn, tại vì đơn phương nó khó chịu lắm. Cho nên là con mới nói thôi bây giờ mình cắt đứt đi, bây giờ anh không chịu nữa thì thôi em đi kiếm người khác em quen, em sống cuộc sống của em chứ em có hướng về anh rồi anh hướng đi đâu mà anh vẫn quản em sao em sống được. Xong rồi cái cắt đứt hết. Tại sao vậy con? Tại sao lúc đó con không chấp nhận mà con lại không muốn buông người ta? Dạ. Không phải là không chấp nhận, nhưng mà cũng kiểu như thích rồi đó, nhưng mà con không có dám làm giá đúng không? Cũng kiểu như là mình quý cô này, nhưng mà mình cũng mới bị tổn thương á. Không dám đón nhận nhưng mà lại tiếc, cứ trèo kéo như vậy. Đến một ngày nọ bạn này quyết định cắt đứt đúng không? Dạ. Thì lúc đó là con, cái tâm trạng con làm sao? Kiểu như là tiếc quá hơn, muốn giữ nhưng mà chưa có dám thổ lộ. Ủa nhưng mà con xinh mà, trong cái thời điểm đó bộ không có chàng trai nào theo đuổi con hay sao? Dạ nhiều lắm mà mình bị tiếng sét ái tình. Cho nên phải thích ông này. Ủa, mình thấy ông cũng tội nghiệp quá. Con nghĩ là trong lòng con suy đoán thì chắc cũng không sai. Con nghĩ là chắc bây giờ anh đã thương mình rồi cho nên anh mới quản mình như vậy. Tại vì khi mà con nói con đi uống cà phê hay chơi với một người bạn kiểu như là khác giới thôi là ảnh cũng cảm giác là tỏ ra khó chịu rồi. Cho nên là đó là kiểu như là con thử thách ảnh á. Con mới cắt đứt hết mọi thứ. Thì ngày hôm sau ảnh nhắn tin cho con kêu anh nhớ em quá. Rồi kêu nó ủa sao không chịu đồng ý hết trơn. Rồi mới ngày hôm sau nhắn tin lại liền luôn. Tại sao em đợi đến khi mà cô ấy là muốn, coi như là muốn dứt, em mới coi như là mới níu lại và em mới thể hiện, em mới bày tỏ cái tình cảm của em? Mình quyết định sớm quá thì nhiều khi mình lại gặp một cái tổn thương tiếp theo đó cho mình. Sau 4-5 tháng mà mình tìm hiểu, mình cũng có nhắn tin qua lại, thì mình thấy là cô gái này thật sự là tốt, cổ quan tâm từng thứ về mình hết á. Nhưng mà sau 4-5 tháng đó là tự nhiên cái cô này cổ không chịu nữa, cổ cắt hết liên lạc luôn, thì bắt đầu mình mới sợ. Quýnh chưa... quán liền đúng, đúng không? Đúng rồi. Mình chưa kịp có chứ, 4-5 tháng mà anh không nói chứ không phải là không kịp nói. Trước khi cắt con có nói bây giờ lần cuối cùng em hỏi anh là anh có muốn em làm bạn gái anh không, nếu như mà anh vẫn trả lời không thì thôi từ tối nay là ta cắt đứt luôn, thì con mới chặn liên lạc chồng mọi thứ. Khi nào thì mới là gọi là chính thức yêu nhau? Là 1-2 ngày sau đó. Có tỏ tình không? Có tỏ tình, nhắn tin là yêu anh đi đó. Yêu gì đó, mà có gặp mặt nhau để tỏ tình anh không? Anh nhớ em quá đó. Dạ có gặp nhau đó, đi chơi nắm tay thì vẫn còn dè chừng lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là khi nào? Cái kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê buổi tối đó, thì cổ cũng thách con á, quen nhau cũng lâu rồi, giờ anh có dám hôn em không? Bao lâu mà biểu là lâu? Từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải 1 tháng sau. Toàn là cô ấy chủ động hết á. Dạ. Mà em có dám hôn không? Dạ có chứ, dạ có chứ. Sao không? Ta men rồi, đàn ông mà mắc cười quá. Như là cái người mà mình thương dính cái miệng con nữa cô. Không chịu dính luôn. Ấy là hôn hả, chưa kịp dính thì rút ra bà rồi. Vậy là phước quá. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì được nhau hết. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì hết. Dạ. Anh hiền quá, nó không chủ động, không có dám. Anh hiền, anh sợ, anh dè chừng, anh cũng sợ có bầu, rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái, tại vì lúc đó không có xác định cưới, cho nên là không làm gì hết. Hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư?
Dạ có rất là nhiều, kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở dạ. đâu? Ở nhà hay là ở... Dạ, ở khách sạn. Ở khách sạn đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết. Lúc đó con suy nghĩ sao? Lúc đó con nghĩ tại ổng trắng trẻo á, mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con ỉu lả, con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần tính ra cả chục lần á, nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về, thì kéo vô đó coi tivi, mua trà sữa vô uống, chơi game, nắm tay sờ sờ chơi vậy đó, xong rồi không làm gì hết. Đi về. Dạ đi về. Ủa sao vậy đó hả? Dạ. Lúc đó con cũng kiểu như xác định là quen, là mình quen nghiêm túc á, cho nên là mình phải xác định cô gái này là mình phải giữ cho cổ tới lúc mà mình làm đám cưới, cho nên là mình không có được. Lúc đó cũng phải kiềm chế dữ lắm mấy dạ, ơi. Trời ơi con người. Nhưng mà con có dụ không? Dạ không, con không có dụ. Dụ hai đứa vô đó cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ôm nhau một cái ngủ. Bạn này kềm hãm quá là hay luôn, đúng không? Dụ. Có rất nhiều cặp vợ chồng như là 10 năm quen nhau 10 năm mà giữ cho đến cái đêm tân hôn luôn. Cho tới ngày cưới luôn hả con? Giữ tới ngày cưới luôn. Bao lâu thì mới dẫn nhau về nhà để mà ra mắt phụ huynh? Dẫn sang về nhà thì ba mẹ có vợ òa với một cái chàng trai và với một cái chiều cao dữ dội như vậy không? Dạ lúc đó quen nhau được 7-8 tháng là đã dẫn về rồi. Tại vì lúc đó con về quê con đánh giải bóng chuyền cho quê của con á, thì ảnh cũng đi theo. Đi về xong ngày xưa mà ở quê mình thì thường thường mặc mấy cánh cửa có huyết vôi á cô. Anh đụng một cái đợp là vôi rửa rớt xuống mẻ luôn miếng gạch. Bây giờ con thấy đầu rướng rướng máu rồi đỏ rồi. Vậy còn hẹo không? Dạ không, nhưng mà cái tường nó vẫn còn nứt. Dạ cái tường nứt rồi. Rồi nằm ở trên giường hay là nằm dưới đất? Ở quê con là trải nệm. Cái vụ đụng đầu đó, anh không để ý, mới về anh không để ý. Một ngày đụng 4-5 lần, cái chỗ đó sưng hoài luôn vậy đó. Không hết, có một cục luôn. Anh cũng tự ti về cái chiều cao của mình. Tại vì nhiều khi cao quá người ta ra kiểu người ta không biết là khen hay chê, mà má sao thằng này nó ăn gì nó cao dữ vậy. Cái ảnh mới kêu ủa cao cho mắt chị chửi con. Kiểu như quê ta hay dạ, từ cái câu cửa miệng mà thấy ai cũng nhìn. Các con quen nhau là 3 năm mới đám cưới hả? Dạ tình yêu suôn sẻ hết đúng không? Suôn sẻ cho tới khi con sanh em bé được 2 tháng. Lúc đầu là hai vợ chồng chưa có quyết định là kết hôn đâu, nhưng mà mẹ của anh á bảo là thôi thấy bây giờ hai đứa thương nhau cũng lâu lắm rồi, cũng tính toán để cho hai đứa kiểu hỏi gia đình hai bên để cưới á. Con thì không biết là lúc đó mẹ đang bệnh hiểm nghèo, bệnh rất là nặng mà mẹ giấu hết, cho nên là mẹ muốn lo cho chu toàn mọi thứ, thì lo ngay cả đám cưới cho tụi con luôn. Mẹ đặt nhà hàng hết rồi, bây giờ mời thiệp rồi, xong rồi 3 tháng nữa là có ngày tốt thì thôi hai con cưới luôn đi. Hai vợ chồng cũng lúc đó rất là vui mừng, tại vì mình còn trẻ quá, chưa có sự nghiệp, chưa có gì hết, mà bây giờ mẹ cho mình cưới sớm vậy. Lúc đó không có nghi ngờ gì hết. Cưới về lúc đó mẹ con muốn có cháu á, cho nên là mẹ bảo là thôi con có bầu đi. Con có bầu được 6 tháng rưỡi thì con thấy mẹ con ngày càng yếu đi, mẹ con mệt dần, kiểu cứ đi bệnh viện vô thuốc rồi mẹ cứ nằm suốt vậy đó. Lúc đó con là cảm giác là mẹ con mệt, mẹ con yếu lắm rồi, còn con thì bị đau ruột thừa, với lại con có thêm 2 cái khối u ở trong buồng trứng nữa, cho nên là con phải mổ. Lúc đó là con rất là sợ luôn, tại vì bác sĩ nói là có thể là giữ được mẹ chứ không giữ được con. Vài tháng sau con sanh được 2 tháng thì ngày đó mẹ khó thở là mẹ đi. Trong cái rủi á, thì nó lại có những cái mà như điều mẹ mong muốn, thấy được dâu, thấy được cháu luôn. Mà dâu á, là con, cái xác suất mà cái khối u đó mà con cứu được cả mẹ cả con là quá hay đúng không con? Dạ, cái đó cũng là lý do tại sao bây giờ con không có chơi thể thao lại nữa. Tại vì bây giờ con rất yếu rồi. Mẹ rất là thương. Mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho con, với lại cho em con đầy đủ mọi thứ, không có thiếu thứ gì hết á. Nhưng mà tới ngày mẹ mất là hai vợ chồng con không có gì hết. Ba sao? Ba con và ba dượng thôi. Có gia đình riêng rồi. Dạ. Cái cuộc sống hiện tại của hai đứa như thế nào? Anh thì ban ngày anh làm hành chính nhân sự ở ngân hàng, buổi tối thì anh đi làm huấn luyện viên bóng chuyền thêm. Còn con thì con đi làm diễn viên. Hai vợ chồng cũng rất khó khăn, nó là mùa dịch nữa, chồng con bị Covid xong rồi chồng con phải đi giao hàng nữa chứ không phải. Tức là bạn có dính Covid nữa. Con thấy lúc mà bị xong rồi tới giờ kiểu như là cái phổi con không biết có bị ảnh hưởng không, nhưng mà con thấy con làm cái gì đó một xíu là con mệt. Lúc mà cái thời gian mà giãn cách á, thật sự là rất là khó khăn luôn, tại vì ở nhà suốt 2-3 tháng trời luôn, không có làm ăn được gì. Đúng rồi, mà phải trả tiền nhà nữa. Con nhỏ nữa, ảnh phải sống chung với con rồi ở nhà với ảnh ép không, con phải lo hết. Phòng trọ nó nhỏ nữa là con phải lấy một cái rèm con kéo ngang và con để ảnh ở bên đó. Bên này con thì nó nhớ cha, nó cứ kêu ba mít mà con không có cách nào luôn. Hai vợ chồng rất là khổ. Ngày xưa con mẹ đâu có như vậy. Lúc con cưới chồng về, con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc. Em
em cũng đâu có nghĩ mình lấy chồng xong, mình vừa mới sanh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá, thực sự là quá lớn, quá sức với con. Con không nghĩ là hai vợ chồng con kèm theo đứa con mà bây giờ trong tay hai vợ chồng không có nổi 10 triệu bạc. Bởi vì ta nói cái con mà mồ côi mẹ đó khổ lắm. Cái mức mà nhỏ nhoi mà cũng không hẳn là nhỏ nhoi nhất của cả hai vợ chồng con bây giờ là gắng làm kiếm nhiều tiền rồi là để dành từ từ để mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi sẽ được. Con bây giờ con làm đủ mọi cách là làm hết tất công việc nào mà làm có tiền thì vợ chồng con rất là thương chồng con. Chồng của con phải gánh 4 năm công việc một lần mà ngày trước không bao giờ có chuyện đó. Con mẹ con, mẹ con chỉ nói là chỉ muốn anh đi làm về là chiều phải sum họp hết ở nhà. Còn bây giờ tới 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ở nhà. Chị giao hàng. Đi giao hàng hả con? Dạ. Anh phải giao hàng thêm. Tại vì tiền đã sửa cho con, tiền trọ mọi thứ gồng gánh. Con chỉ đi làm thêm được những ngày mà khi có ông bà phụ giúp thì con mới đi làm được. Còn không là con phải ở nhà cũng chăm cho con mà nữa. Cái chi phí của hai vợ chồng con á là bây giờ là một tháng là phải bao nhiêu? Một tháng phải trên 15 mới đủ. 15 triệu hả? Dạ, tại vì ăn uống cho cả ba người. Tính luôn tiền nhà cho thôi. Hôm nay đó là con được trải lòng và con được nói hết, và thậm chí con khóc được như vậy là chú rất là mừng. Mình để trong lòng nó khó chịu lắm. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát bia đông cũng cạn. Mừng cho con là con nói câu là thấy chồng con rất thương chồng con, 12 giờ đêm mà vẫn chưa về, đó là cái sự thấu hiểu với nhau. Trong cái lúc mà con bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất á, thì cũng còn vợ con ở lại cạnh với con, thương con rất là nhiều. Chỉ cần cố gắng yêu thương nhau, tin tưởng nhau thì các con sẽ có được nhiều điều tốt lành đối với các con. Cứ yên tâm đi, rồi cơ hội nó sẽ tới thôi nha con nha. Mà vợ con là có tật xấu gì không? Vợ con không có tật xấu gì hết á, nhưng mà đôi lúc thì hay ghen lắm. Ghen chứ, trời ơi, chồng gì mà không ghen sao được con. Ha con ha, con ha. Nhưng mà ổng nói chung là cũng có kiểu dị dị như vậy nè. Nó sợ gì nữa ta, đúng không? Sợ gì, ông ghen, trời ơi, ông giỡn hoài ông nội. Ai có phụ nữ nào mà khoái cái ông cao ngồng ngồng vậy. Hết sức bậy bạ thì cao nhưng mà đẹp trai Với lại hiền nữa. Không phải là người ta muốn giật chồng mình hay gì mà người ta thấy anh này như vậy người ta thích thì không phải là của mình người ta cũng dành về. Như lại cao cao hiền hiền. Ghen không? Ghen đúng không hay là ghen bệnh? Ghen dễ thương. Cũng không hẳn là ghen dữ dằn nhưng mà kiểu như quản lý ấy cô. Sao rồi quản lý sao? Vậy đó anh. Facebook rồi Zalo là cái gì là miễn có con gái mà tới nhắn tin hoặc là hỏi về công việc thôi là cũng không phải biết cái cô này là ai. Trời làm ở đâu. Đó là con không cần phải chối cái chuyện đó bởi vì sao đó là quyền của con. Chồng con cũng ghen chứ không phải một mình con. Vậy đó hả? Rồi. Ngày xưa chưa cưới nhau ảnh cũng tùm lum mà kiểu con trai mà được con gái tỏ tình nhắn tin rất thích nên là thấy trong Zalo điện thoại quá trời gái luôn, mê gái nữa. Nhưng mà bây giờ còn không? Không dám. Ngoài cái ghen còn cái gì nữa không con? Ở nhà bả mặc đồ kiểu như xề xà một chút á, nhưng mà con cũng hiểu nên là do già có con cái rồi thì nhiều khi nó không được tươm tất á, thì mình nhìn á thì mình mắc cười nhưng mà mình cũng hay chọc bả sao à? Em ở nhà em mặc đồ sao giống nhìn giống ô xin quá vậy. Em thì con mà con hỏi lại em đẹp gái không? Đẹp thì thôi, đẹp kiểu như thôi, là con cũng muốn dạ thôi. Con đẹp cho nên là nhìn một chút này mình thương thì mình mới khuyên là ở nhà thì mặc đồ nhìn cho nó dễ thương một chút, mặc cái bộ đồ gì mà ngắn ngủn mà chấm bi màu hồng. Nhiều khi né sao, nhiều khi mặc đồ đẹp rồi sexy quá rồi thêm đứa nữa là chết luôn. Dạ. Bây giờ thấy con đó. Dạ, con đi ra ngoài con mặc đẹp chứ, anh mặc gì đẹp dữ vậy cho thằng nào nhìn. Đó, con đi đóng phim mà thấy không? Con đi quay con phải mặc đẹp một chút dầu vô vai sexy mà biểu con mặc bằng người ai cho con đóng. Không dễ. Mâu thuẫn đàn ông mâu thuẫn lắm. Có nghĩa là bé chồng cũng ghen đúng không? Dạ. Đi ra đường là con phải make up rồi đẹp lắm, tại vì mình phải thay đổi hẳn cái cuộc sống của mình đi, tại vì mình ở nhà mình đau khổ rồi. Mình ra đường mình phải thay đổi để làm cho mình tự tin hơn. Chú đồng ý với cái suy nghĩ đó. Dạ. Với lại cái công việc của mình nó đòi hỏi như vậy. Vì mình đóng vai nào thì mình phải diễn tròn vào vai đó, chứ không thể nào ngày hôm đó người ta cần mình chỉnh chu mà mình lè lẹt mình đi ra đường là không được. Người ta nói nhỏ này sao trên ảnh nó khác mà ở ngoài nó lại khác, rồi người ta không bút mình đi thì mình không có tiền. Còn cái gì nữa không ngoài cái ghen ra? Thật sự con rất là thương ảnh nên con thấy tật xấu cũng thành đẹp. Cho nên là chỉ có một điều chắc tại vì khổ quá cho nên là nhiều khi đôi lúc anh hơi tính toán một chút,
kiểu làm cho mình hơi khó chịu. Nhưng mà thôi thì cái này vợ chồng mình có thể góp ý được. Tại vì nhiều khi anh đi làm nhiều công việc rồi, mình ở nhà nhiều khi mà anh sợ mình còn trẻ quá, mình không có thể nào mà mình lo mọi thứ chu toàn về tiền bạc. Nhiều khi tháng này sẽ bị hụt tiền, đây cũng sẽ có những tháng rất là hụt, hai vợ chồng đâu có tiền đâu, anh cũng rất là lo. Nhưng mà có nơi thì thôi thì em cũng đi làm, em cũng kiếm được tiền. Thì em biết mà, đi làm rất là khổ, đi từ 2-7 giờ sáng người ta gọi mình đi, mình cũng phải đi, mình cũng phải bỏ con mình đi. Con cũng mong chồng là tin tưởng con. Bây giờ thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là chồng con làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho con với con của con nữa. Tại vì có nhiều việc anh làm theo cảm tính của mình, anh không chia sẻ cùng con. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Đối với con thời điểm này thì con không có muốn vợ con thay đổi gì hết á. Tại vì vợ con đối với con là quá tốt rồi chứ. Hai vợ chồng cũng không có còn gì nữa đó. Giờ bắt đầu từ bàn tay trắng thôi. Cho nên là đến với thời điểm này thì vợ con đối xử với con là quá tốt rồi. Hai đứa ngay lúc này là lúc mình cần nhau nhất. Cô biết con đi làm kiểu với cái tần suất như vậy con mệt lắm. Đã vậy bây giờ con mới bị bệnh xong á, cái phổi của con nó yếu nữa. Yeah. Cho nên có những lúc có thể là về cảm xúc á, bạn không đè nén được, bạn có những cái có vẻ là hơi có thể làm sẽ làm con bị tổn thương một chút. Nắm tay nhau thật chặt đi nào. Đó. À, không biết Sang có muốn nói gì với vợ hay không? Những cái chuyện mà trước đây anh có làm mà anh không có suy nghĩ, em bỏ qua cho anh. Có làm được cái gì được làm á, thì anh cũng phải cố gắng anh làm để anh cho hai mẹ con được đầy đủ. Chứ anh không có buông tay, có từ bỏ gì hết. Mặc dù là anh rất là muốn buông xuôi luôn sau cái sự mất mát của mẹ anh. Hoặc là cái chuyện mà hoàn cảnh đưa hai mẹ con ra như thế này, anh không bao giờ muốn. Chỉ cần mà cái suy nghĩ của anh á, mà nó luôn hướng về hai mẹ con em á, thì em luôn tôn trọng quyết định của anh. Đứng lên ôm nhau một cái nào. Nó đẹp đôi gì đâu. Cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi. Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé, tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng. Wow, mới có 4 tháng thôi dạ, hả con? Mời bạn. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi. Và công việc của con là kinh doanh tự do. Bây giờ kể cho chú biết cơ duyên nào các con gặp nhau. Thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á, thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên Facebook. Và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con. Thì bắt đầu là con mới thấy vợ là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này. Xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu. Năm đó là tụi con học lớp mấy? Dạ tụi con học lớp 12. Nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không? Và có thường xuyên nhắn tin cho Nhi không? Dạ thì lúc ban đầu là con không có kết bạn liền, mà con vào con bảo like, bảo tim trước. Lúc đó là gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là về cái vấn đề mà thi cử. Rồi sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi. Là đi đâu? Đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa? Con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm. Nó xàm. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn đang 12 đúng không? Vâng, lúc đó vẫn đang còn 12. Đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á. Đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu là mới muốn đi làm gì làm. Làm mấy tới mấy giờ? Dạ, làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ. Thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái là nữa. Là trễ rồi. Là trễ. Là trễ mất gần 2 tiếng. Trời ơi. Lần đầu tiên đó hả? Vâng, lần đầu tiên. Xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng. Bà đi, bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn. Mỗi lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bả giữa đường luôn á. Có nghĩa là cố tình lết phải không con? Đúng đi không? Bộ. Mình chờ hai tiếng thì mình phải lết chứ không chờ lại. Lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ vậy cái con thấy sao? Dạ là thấy anh này không được. Thấy thua rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao, tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được? Đúng ra là thôi. Trễ quá thì về đi, khỏi gặp. Dạ không, thì con cũng cho ảnh chờ lại. Con có hẹn bạn con nữa. Xong rồi tới đó thì ảnh thấy bạn của con đông quá nên ảnh kêu con là lại chơi với bạn đi, ảnh ngồi chờ được. Xong rồi ngồi chơi tầm 2-3 tiếng gì đó. Xong rồi ảnh đưa con về. Nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quốc á. Dạ đúng rồi, thiệt luôn á. Phải về sau đây, lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn một năm á, bắt đầu vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á
là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Quá. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Hai đứa đều có một cái gọi là một cái ủ mưu là hái hoa bẻ nhụy nhau thôi. Chúng nó chị ơi, chúng nó nhỏ mà sao chúng nó dễ sợ quá luôn à. Nhưng cuối cùng cũng đó đi qua đường mình xong. Tính đâu có bằng trời tính. Sau cái lần mà trớt quớt đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa? Cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô, thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian nhau hơn. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thực sự là muốn đi lâu dài rồi. Tại vì mới có lần thứ hai thôi mà con đã cảm giác vậy rồi luôn. Dạ, cái lần thứ hai đó thì con có cảm nhận gì đặc biệt ở người này không? Dạ, giống như anh này không? Cảm tình với anh này. Dạ, tại vì con thấy anh cũng dễ thương. Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau? Không còn cái kiểu mà chơi qua đường nữa mà nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc. Sau cái cuộc đi chơi nó về á, con mới hỏi lơi lơi là ví dụ như bây giờ á mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ, thì vợ con đòi suy nghĩ một đêm. Qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á, là con dí. Rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi? Mà hồi hộp đó, hồi hộp, ngồi ở nhà, lúc đó con đang nằm trong phòng con. Rất là hồi hộp. Xong cái lúc mà bà đồng ý một cái á, kiểu dạng như tim đập thình 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 thịch, ngủ lưng trong người á. Bả gì rồi? Bả. Sau đó là chạy qua nhà liền không? Dạ không. Mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt. Vậy đó hả? Dạ, bị ngại. Ủa, có kinh nghiệm yêu mấy năm mà sao tới cái ca này sao con nhát quá vậy? Dạ, mấy tại vì thiệt. Thật ra là những cái ca trước là toàn bộ là cua con không à. Cua con không à. Còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua. Đó, mà yêu thiệt đúng không? Dạ, yêu mà thiệt. Đó bằng cả chân tình đó đúng không ta? Dạ. Bao lâu thì tụi con cưới? Dạ, tụi con mới cưới cách đây 2 năm. À. Là 2019, là 4 năm sau khi quen. Vậy là 4 năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn nhưng đâu. Mà vẫn là sớm, cưới sớm quá. Cái lý do mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy? Dạ, lý do là tại vì mẹ con đi nước ngoài định cư. Đến năm con mà 18 tuổi, anh con là 22 tuổi. Thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa. Sau gần 20 năm ở như vậy để nuôi tụi con. Anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui. Tại vì trong tâm trí của hai anh em á, là cũng suy nghĩ á, là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có rồi, được hạnh phúc đó. Đúng rồi, mẹ hy sinh á. Dạ, mẹ hy sinh. Thì lúc đó là nói chung là mẹ con có cái tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi á, mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc. Và cũng anh con thì cũng cưới rồi. Duyên của mình con giờ chưa cưới thì nếu mà mẹ con đi á cũng phải là 4-5 năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về. Thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới. Dạ, báo hai đứa là cưới đi. Là bây giờ mẹ vẫn đang ở bên mẹ. Dạ đúng rồi, hiện tại mẹ đang ở bên Mỹ. Là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không? Mẹ không cần phải chu cấp cái gì đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ gửi tiền về cho cháu. Thôi tao gửi tao cho cháu tao. Tao đâu có cho tụi mày đâu. Thì toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào con heo riêng của bé cà chua hết. Hay quá. Rồi, bây giờ đến với cái phần rất là cái phần quan trọng. Mà nó vui nhất ở trong chương trình mày luôn cái phần. Quá. Thôi bây giờ nhường cho bạn Nhi nói trước. Nhi đi. Dạ. Nãy giờ bạn Nhi im quá. Bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Con đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha. Tật xấu của chồng con thì có rất là nhiều nhưng mà con chỉ kể vài ba tật xấu thôi. Xấu nhất á. Xấu nhất đối với con là bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình nên cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con nhưng mà ảnh rất là hay đi pizza vào buổi tối hơn cô. Ủa con ơi, con sợ buổi tối là con sợ ai? Dạ con sợ má, con sợ má. Sợ má. Dạ con. Ủa, trời ơi con nít mà. Rồi Sơn có sợ ma không? Dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm nhưng mà về sau vợ con giành hết phần sợ của con luôn rồi. Là giờ con hết sợ. Nhưng mà ảnh vẫn đi. Dạ. Vừa mới đi thôi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra. Lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi. Con chạy ra ngoài cửa con đứng đó con khóc. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi là nghe bà gọi điện bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn là con đi lên lại thấy bà đang đứng ngay trước cửa phòng vậy bà đang nghĩ bà mở banh cửa luôn mà con không con tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ cũng kiểu dạng đâu vậy đâu nha
Như cái tính này là mới hình thành gần đây thôi. Gần đây là lúc nào, sau khi sinh? Dạ, sau khi sinh. Nó bị thay tuyến đổi nết. Đúng rồi, chắc chắn. Nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không? Dạ, kể từ cái lần con khóc đó là ảnh không đi nữa. Giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều. Vậy là hay rồi. Dạ. Rồi còn như vậy cũng được. Rồi tới gì nữa nè? Ảnh rất là hay càm ràm con. Thì bình thường con giống như là uống ly nước xong rồi để quên dẹp đi. Thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok, con sẽ đi dẹp và lần sau con nhớ. Nhưng mà ảnh cứ càm ràm, ảnh cứ nói một cái chủ đề đó, ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á, xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau vì cái chuyện đó thôi. Cái tính của con nó tỉ mỉ á, cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ. Thì nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á. Còn cái tật gì nữa không nào? Rất là hay chê vợ mập luôn chú. Chê vợ mập? Dạ, con mới sinh mới có 4 tháng à. Mà lúc con có bầu là con lên tận 25kg rồi. Bây giờ con còn có 55kg rồi, con giảm được 20kg rồi. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà ảnh suốt ngày ảnh cho con mập. Trời ơi, 4 tháng bây nữa giờ con đi. Muốn vợ con ốm nhiêu ký nữa? Đâu, tại vì con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á. Là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy. Nhà như có hai người con trai luôn. Thì, sao vậy? Dạ, thì đồ của con là vợ con lấy mặt luôn. Và trong cái lúc mà mỗi lần con đem đi giặt đồ á, là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con. Ủa sao tự nhiên có mình một ngày mình mặc có một bộ mà sao nó ra thành 2-3 bộ luôn. Thì là lấy đồ con mận luôn. Nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra một cái, xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau, cột tóc nó che cái tóc lại đó, tưởng là con tưởng con mà. Chào sơn. Chứ lúc đó là vợ con lụm thụm từ nhà đến ra ngoài đường luôn, cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn. Là mặc bộ đồ đi ra đi mua đồ này nọ. Dạ đúng rồi, bận đồ quần áo, bận luôn quần áo đó luôn, cho nên là con đi ra ngoài con cơ bản trời. Tự nhiên cái vợ đi bận đồ của anh đi ra ngoài đường là sao? Tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng dạng như là may mình gặp người quen thì sao nó cũng kỳ. Thì lại coi bảo là anh không có chăm sóc em rồi nọ, để em tàn tạ sau khi sinh. Thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không cần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó, muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu, phải chỉnh chu, phải đúng đẹp rồi. Đúng không? Tại vì mình có sắc mà tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên? Đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á. Thực sự có nhiều người không có nói ra nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ mình đẹp. Bây giờ tới phần con đó, vợ con có những cái tật xấu nào? Đó là một tật rồi đó. Rồi cái gì nữa? Dạ hay quên. Hay quên. Phải chấp nhận thôi, năm nữa. Dạ không, trước khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi. Có nghĩa là nó nổi một cái tính mà hậu đậu thực sự luôn. Quên trước và sau sinh. Đúng rồi, quên. Hả? Có nghĩa là quên trước cả sau sinh, có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn. Nhưng mà trước khi sinh là cũng có quên rồi. Có lần mà vợ con đi làm á, bà chạy xe làm sao cái bà chạy đi đến giữa đường rồi bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà. Xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con, kêu anh ơi, anh để giúp em chạy đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không. Lúc đó công việc của con cũng nhiều, nhưng mà thôi cũng bực thiệt á, tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa, xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè, rồi quên tiền nè, rồi được quên, nói chung là mọi thứ trên đời cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn, nhiều khi quên cả con. Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không, thật ra thì con nói những cái tật xấu của vợ con như vậy thôi, nhưng mà vợ con như vậy, tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn là được những cái thăng trầm trong cuộc sống, thì con muốn vợ con vẫn như vậy, không thay đổi gì hết. Rồi con thì sao, con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn. Tại vì ảnh làm từ sáng tới chiều của con, nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ảnh làm thôi. Còn tối thì ảnh cũng nhiều khi có bạn qua nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn, tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều. Với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn. Tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười. Nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại, cái nó nhìn lên ba nó cười, nó tự cười luôn cô. Nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con. Cô thì cô nghĩ vậy nè, thực ra con yên tâm là con gái đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẻ là lúc đó chồng con sẽ
con không cần ước luôn á là sẽ rất là mê. Tại vì đàn ông trai, thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá, mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động, mà nó có 4 tháng thôi, nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn, con hiểu không? Thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ ở đây, được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Dạ. Đúng không? Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ, nó biết nói, nó chập chạp chập chững nó đi rồi, lúc đó con chịu không nổi nó rồi. Dạ, lúc đó thì chỉ có ôm con à. Là chỉ có quấn quýt thôi, con yên tâm điều đó đi. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với Trình và Hồng Son. Dạ. Rồi, hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.